Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu các bạn cái cách làm sao để Excel có thể kết nối với Excel để chúng ta có thể lấy dữ liệu cũng như là sửa đổi dữ liệu trên asset. Đầu tiên đó là mình sẽ có một cái file asset mẫu, và trong file asset này mình để mỗi một cái table, bảng sản phẩm và các dữ liệu, có hai dòng dữ liệu. Mục đích của chúng ta là trên Excel chúng ta có thể lấy được dữ liệu bảng sản phẩm của cái file Excel này. Thì để làm được như thế thì chúng ta trên Excel này, các bạn vào khu soạn thảo và tạo một cái sắp lấy dữ liệu Excel. Để lấy được dữ liệu từ Excel mà lấy trên Excel thì chúng ta sử dụng ADO. Dùng ADO thì để chúng ta có một cái biến ADO để khởi tạo, thì cái ADO đấy chúng ta có thể search trên mạng để tạo cái biến ADO object. Thì ở đây mình sẽ tạo được cái collect này, đúng không ạ? Tạo được biến này để mà có thể ADO có thể truy cập vào cái asset để lấy dữ liệu, thì các bạn phải có một diện cái phải cung cấp cho nó diện cái chuỗi kết nối, tức là bao gồm gì ạ, cái cỗ máy lấy dữ liệu này, lấy dữ liệu file nào này, được chưa? Thì các bạn có thể lấy cái collect string này từ đâu, các bạn có thể search trên web, tức là các bạn vào cái web, các bạn chỉ cần gõ collect string, thì có một trang web chuyên cung cấp các gì ạ, collect string để chúng ta có thể gì ạ, đó collect với asset như thế nào, với các cái hệ quản trị khác như thế nào. Ở đây mình chỉ cần quan tâm đến asset, đúng không ạ? Mình kết nối với asset. Ở đây thì asset thì có rất là nhiều đường, cái cách kết nối, cái standard tức là cái kết nối thông thường, đó là gì ạ? Các bạn kết nối thì không cần path. Còn với dữ liệu mà có password thì các bạn gì ạ, thêm cái dòng password này. Ở đây là mình kết nối với cái file không có password thì mình sẽ copy cái dòng này để đưa vào cái code Excel. Đây mình đã đưa vào đây rồi, được chưa? Cái đường dẫn này thì các bạn phải kiểm tra lại, ở đây của mình tùy theo cái file các bạn để đâu, các bạn kích chuột phải vào file, các bạn gì ạ, copy cái đường dẫn của file, đúng không ạ? Các bạn đưa vào cái code Excel của mình. Đó, các bạn có chữ kết nối này, có bạn phải tạo cái ADO có chữ kết nối, thì bây giờ các bạn gì ạ, bạn mở chuỗi kết nối, mở cái ADO ra con string. Đấy, tức là cái dòng lệnh này, tức là các bạn gì ạ, dùng cỗ máy ADO truy cập vào cái file này. Đó, việc tiếp theo là các bạn phải viết code cho nó để lấy dữ liệu, đúng không ạ? Thì cái asset ấy là chúng ta sử dụng cái truy vấn SQL để chúng ta có thể lấy dữ liệu. Vậy chúng ta phải có để biết biến query, tức là truy vấn đấy. Thì cái query đấy chúng ta gì ạ, chúng ta muốn lấy dữ liệu, bài toán này chúng ta muốn lấy dữ liệu gì ạ, từ cái bảng sản phẩm, đúng không ạ? Thì query chúng ta thì chỉ cần là gì, đơn giản là gì, các bạn muốn học query thì các bạn tìm hiểu về SQL, về cơ lệnh truy vấn SQL nhé. Các bạn gì ạ, lấy tất cả dữ liệu là select style from từ cái bảng nào đó, chúng ta là cái bảng sản phẩm, đúng không ạ? Được chưa? Chúng ta truy vấn. Vậy bây giờ là chúng ta muốn đổ cái dữ liệu vào file Excel, thì chúng ta sẽ làm như thế sau. Các bạn có thể gọi đấy, các bạn gọi thể gọi dùng một cái biến nữa là dataset. Dataset là cái nó dạng là tổng hợp các bảng chứa dữ liệu, nó là cái chứa dữ liệu. Nhưng ở đây nếu mà đơn giản chúng ta không cần dùng dataset mà chúng ta gì ạ, muốn fill dữ liệu vào A1, đúng không
ta xin xin dữ liệu vào cái bắt đầu từ cái dòng dữ liệu từ A1 này. Trong cái Excel có cái dụng copy à, mình gọi sai. Nó có cái tính là copy from hay có set, tức là đó cái dữ set này sẽ bằng gì ạ? Bằng cái chuỗi error này chấm .eq cái string thực hiện cái gì chuỗi nghi vấn như thế. Cái này thì đó mình chỉ cần như thế này thôi. Khi mình gọi cái gì ạ, cái chuỗi error thực hiện cái câu truy vấn này thì không cần cái này nữa. Cái này sử dụng khi mà chúng ta có cái data set. Bây giờ chúng ta test dữ liệu nhé. Mình sẽ cho nhỏ cái này xuống và gọi cái này lên. Chạy. Vâng, mình sẽ chạy dữ liệu đây. À, cái này không thể lưu được các bạn ạ. Vì là ở đây vì sao người ta có thể gọi new được, vì là ở trên ở cái object ở cái error họ đã reference, cái error reference ở trên cái Excel này rồi, nên là các bạn gì ạ, để mà tạo được cái new object này thì các bạn phải vào tool reference, các bạn tìm đến cái error để mình tìm Microsoft. Này mình không nhớ chính xác cụ thể như nào, để mình khi các bạn không nhớ chính xác các bạn có thể tìm hả? Search trên cái kết nối này để xem họ sẽ gợi ý chúng ta là reference Microsoft Active Data Object ạ. Đúng không ạ? Thì các bạn vào Microsoft Active đấy, phần A. Đây. Để mình xem lại Data Object. Đây là có rất nhiều, mình cứ lấy cái 60 là cái to nhất. Được. Đấy, khi đấy chúng ta lại chạy lại. Cái code này xem thế nào. Vẫn không được. Chứng tỏ chúng ta đã gọi tham chiếu sai rồi. Này. Rồi, xem cái này chúng ta tự sell. Có thể chúng ta là khai báo dim này phải s giờ mình chạy lại không nữa nhé, vẫn không được. À, nhầm. Kiểm tra lại reference chúng ta nó có chưa. À, ở đây mình chưa có các bạn, vì vừa nãy mình tích bị sai, mình chưa tích đúng không ạ. Ok, chạy lại operator nào. Object đã cờ lâu. À, bắt buộc chúng ta phải mở cái chuỗi kết nối này lên và chúng ta thực hiện đó đấy là các gì ạ, thao tác mình làm khi bất kỳ vấn đề gì thì mình phải mình biết nó dùng cái gì thì mình có thể search được cái fix cái chuỗi kết, mình set search được cái error kết nối cái reference như nào và search được cái collect string. Sau đó gì ạ? Ở bài này thì chúng ta sẽ gì ạ? Phải biết được là gọi được cái array lên này, biết được collect string này, hai cái này chúng ta search này,
đúng không ạ? Cái query này các bạn phải học, và các bạn học qua cái gì ạ? Câu lệnh truy vấn SQL. Đây là bài snapshot from. Nếu bạn ở đây dạng và cái bảng dữ liệu chúng ta chỉ có hai dòng thôi. Đó, nếu dữ liệu nhiều thì nó sẽ đổ hết ra đây. Câu lệnh truy vấn thì các bạn thể thay đổi, ví dụ các bạn chỉ select gì ạ? Ở sản phẩm đúng không ạ? Mã sản phẩm đúng không ạ? Cái bảng dữ liệu của chúng ta. Còn gì ạ? Mã sản phẩm đúng không ạ? Chứ không select hết. Thì các bạn thay đổi mỗi câu lệnh truy vấn là được. Ví dụ như đây. Mình chỉ cần chọn mã sản phẩm thôi, các bạn chạy. Đó. Hoặc ở đây mình ví dụ khác nữa, ví dụ là mình gì ạ? Mình cho sản phẩm bị lặp đi ạ. Thì các bạn với bây giờ mục đích của ta là gì ạ? Lọc gì ạ? Chỉ lấy cái gì duy nhất, mã sản phẩm duy nhất, không bị trùng đúng không ạ? Thì các bạn chỉ cần thay đổi cái lệnh truy vấn là gì ạ? Đó, đây mình sẽ đó. Ok, đơn giản vậy thôi ạ. Còn các bạn có thể tùy theo cái project của bạn, có thể các bạn gì ạ? Phát triển thêm bằng cách gì ạ? Xóa dữ liệu, sửa dữ liệu hoặc lấy dữ liệu từ nhiều bảng. Cái đấy thì các bạn phải học thêm cái câu lệnh truy vấn query này, SQL. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi.